Bây giờ là chuyên mục chính trị và đời sống. Mở đầu là bài viết của tác giả Nguyễn Thông đăng trên trang blog cá nhân năm 2019. Tư bản dạy chép. Tôi có cái tật không khảo mà xưng, đố giấu được chuyện gì. Sáng nay có việc đi Củ Chi, mà cũng chả phải rảnh rỗi như người ta đi thăm thú địa đạo hay đi ăn bò tơ đâu, mà là đi làm lại cái bia mộ cho ông anh vợ. Mà đã đi xe thì phải trả tiền. Nhưng lãi lời ở chỗ là hai cuộc trò chuyện với hai ông tài xế Grab. Một ông đi, một ông về, từ nhà lên Phú Nhuận. Ôi giời, hai bố sao lại giống nhau tâm trạng thế? Đều bức xúc, tưởng mình là người nhà nước, là cán bộ thành ủy, là tuyên giáo, là công an. Chả nhẽ trong mặt mình ác thế. Cứ thế, mắng xa xả, rằng này tôi nói cho ông nhé, ông về ông báo cáo lại với cấp trên của ông nhé, cứ kéo dài mãi tình trạng này thì chúng tôi đi làm cách mạng đấy, sau này đừng có trách là không báo trước. Một ông dù đất biết mình hoàn cảnh thế nào, cứ khăng khăng, đám thắng của các ông đều bỏ mẹ, đòi nâng chi phí khám bệnh để dân chúng hạn chế ra nước ngoài chữa bệnh. Khi mà chả nói tới đây, tôi ngắt lời, cũng nắm được thông tin sốt dẻo nhỉ, đọc báo nhiều ghê nhỉ, chả vênh mặt lên, còn phải nói. Nhưng bản thân và con cái động một cái hắt hơi sổ mũi tí là đưa sang Nhật, sang Mỹ chữa chạy. Con mới nứt mắt ra đã làm sẵn hộ chiếu, chuẩn bị cho đi du học ở tư bản dạy chết. Suốt ngày chê nó, chửi nó, mà cứ khư khư bám nó. Tôi cười, tôi bảo tôi làm đất gì mà có tiền đi dạy chết chữa bệnh hoặc cho con đi học nước ngoài. Bác tài Grab nói, dân đen chúng tôi đếch tiền được các ông. À, các ông lừa chúng tôi, phỉnh chúng tôi mãi rồi, giờ chúng tôi tỉnh ra rồi, đếch ngu nữa đâu. Nó dạy chết, dạy mãi không chết, mà ngày càng khỏe để các bố mò sang mà chữa bệnh, mà đi mua đồ hiệu, dắt bồ đi chơi, cho con cái đi du học. Còn cái xứ này, các bố cứ sưng sưng hiên ngang ngẩng cao đầu, thì lại chết đứng. Lão Tài chốt lại cái câu ấy để giác ngộ tôi, vì cứ nghĩ tôi là cán bộ. Thế là trước khi cán bộ xuống xe, tôi trả thêm tiền ngoài số tiền Grab báo, biếu bác Tài, gọi là phí cảm ơn cuộc trò chuyện. Tôi khuyên các ông bà chót bu nha, muốn biết người dân nghĩ thế nào về mình á, làm vài chuyến xe Grab, nghe họ nói, để về mà điều chỉnh lại. Ngồi phòng lạnh mãi, đéo nghĩ ra được cái gì hay ho ra hồn đâu. Bây giờ là thành ngữ mới này, tư bản dạy chết. Như đã nói, đây là thứ thành ngữ mới, tồn tại trong thời gian khá dài hơn nửa thế kỷ ở nước ta, phổ biến vài chục năm trước năm 1975 ở miền Bắc, sau đó thêm vài chục năm nữa ở miền Nam và cả nước. Bây giờ thì ít nhắc đến rồi. Nó là sản phẩm của tư duy cộng sản, nằm trong loạt thành ngữ mới như là bơ thừa sữa cặn, đế quốc xài lang, đời đời bền vững, ngăn sông cấm chợ. Những thành ngữ này thì tôi đã viết và tải lên Facebook cả rồi, do chính người cộng sản đẻ ra những cái thứ này, cả trong thực tiễn lẫn lý luận. Cần phải nói ngay rằng các đảng, các tổ chức chính trị khi đứng ra giành quyền lãnh đạo luôn đề ra đường lối, chủ trương, xu thế cho đất nước và dân tộc. Nước nào cũng thế thôi. Khi nó là lý thuyết thì thường rất hay, chỉ có trải qua thực tiễn mới biết được thực chất. Vì vậy, nếu ngay từ đầu, những năm nửa đầu thế kỷ 20 mà ai đó bảo chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là xấu, là dở, là không tưởng, sẽ bị đám đông lên án ngay. Liên Xô khi ấy là hình mẫu của xu thế cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội xong sẽ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Họ vẽ ra bức tranh đẹp, ưu việt hơn vạn lần chủ nghĩa tư bản. Những nhà cách mạng vô sản An Nam lặn lội sang đấy học, lôi về và truyền bá ở nước mình. Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 50 ở miền Bắc, được nhét vào đầu biết bao nhiêu lời hay ý đẹp về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nào là thiên đường của loài người, mùa xuân của nhân loại, xu thế tất yếu của xã hội, làm theo năng lực, hưởng theo lao động là trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là trong xã hội cộng sản. Rất là vớ vẩn, không làm mà cũng có ăn à. Đại loại họ cứ vẽ vóng lên đủ thứ tốt đẹp để lôi cuốn đám đông cần lao, bất kể hiện thực cuộc sống diễn ra hoàn toàn ngược lại. Thế mà rất nhiều người tin. Tôi cũng tin, mà không tin cũng chả được với họ. Ở miền Bắc những năm trước 75, học sinh cấp 3 đó, và sinh viên đại học, đứa nào cũng biết thuật ngữ ai thắng ai. Nói về cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên toàn thế giới,
Những giờ học chính trị và triết học Mác Lênin, các thầy khẳng định chắc như là đinh đóng cột. Phe tư bản, thực dân, đế quốc, bóc lột đang dãy chết. Phe xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh. Bọn tư sản ngày càng cùng đường, chó dại cắn càng, gây chiến tranh, nhưng sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Cuối bài, bao giờ các thầy hoặc là các báo cáo viên cũng kết luận sức ta là sức thanh niên, thế ta là thế đứng trên đầu thù. Cả thầy lẫn trò đều hỉ hả. Ngồi đáy giếng đó thì thấy bầu trời chỉ to bằng cái vung nồi. Tất cả sự thật đều bị bưng bít. Gần như không ai biết chủ nghĩa tư bản nó như thế nào. Bộ máy tuyên truyền của Cộng sản rất thành công trong chính sách ngu dân. Cả thế giới bao la rộng lớn đa dạng như thế, nhưng người ta chỉ biết mỗi nước mình. Mở rộng qua văn học, phim ảnh thì biết thêm những thiên đường Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan, tiệp khắc Cuba, Triều Tiên, Mông Cổ. Còn Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Nam Phi, Hà Lan, tất cả đều phồn vinh giả tạo trong cơn hấp hối cùng đường. Sự dối trá ấy bị xé toạc khi mà những người ở thiên đường miền Bắc được tận mắt chứng kiến cuộc sống và nền kinh tế ở miền Nam. Người Cộng sản không nghĩ rằng đồng thời với việc họ giải phóng được miền Nam thì chính miền Nam cũng giải phóng đầu óc u mê cho hàng triệu người miền Bắc. Tận mắt thấy chủ nghĩa tư bản ở miền Nam đã xây dựng một nền kinh tế hàng hóa dồi dào tới mức những người quen sống trong chế độ bao cấp có nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tháng 4 năm 1977, tôi vào nhận công tác ở Sài Gòn. Chỉ một thời gian ngắn, hiểu rằng những gì mình được trang bị về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản bị sụp đổ hoàn toàn, hay nói chính xác hơn là đảo ngược. Những chuyến hàng, một dạng chiến lợi phẩm, ùn ùn chảy ra Bắc, từ xe cộ, vải vóc, cục xà phòng, kem, cây kem đánh răng, cục pin, hộp sữa, tới cái kim sợi chỉ, đều lên đường, ngược ra Bắc, đủ chứng minh cho cuộc nhận thức lại. Chả biết miền Nam nhận họ thì được cái gì, chứ miền Bắc nhận hàng á, thì không chỉ làm thay đổi cuộc sống vốn nghèo khó bền vững, mà còn đổi cả nhận thức cho con người. Rất tiếc là tầng lớp lãnh đạo đất nước sau năm 75 hoặc không nhận ra điều đó bởi họ quá say men chiến thắng, hoặc cố tình lờ đi để củng cố quyền lực. Họ thừa hiểu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể đưa đất nước, dân tộc đến bến hạnh phúc. Họ thừa hiểu phương thức sản xuất tư bản, xã hội tư bản có bao nhiêu đều tốt đẹp, cần phải tận dụng và phải phát huy. Nhưng đối với họ, thay đổi đồng nghĩa với tự sát, nên cứ phải nhắm mắt lao vào đường hầm, tự đánh lừa chính mình và lừa nhân dân. Họ say sưa tự lừa dối chính mình, trong đói nghèo vẫn hét toáng quang vinh. Tôi còn nhớ năm 80, tại nhà văn hóa thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất, ông Nguyễn Hộ, khi ấy còn là yếu nhân của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, đăng đàn diễn thuyết nói rằng chỉ 10 năm nữa Việt Nam sẽ thành cường quốc như Liên Xô, phe xã hội chủ nghĩa sẽ thắng lợi trên toàn thế giới. Cả hội trường vỗ tay rao 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 rao. Vài năm sau, ông Hộ nhận thức lại, nói theo cái kiểu mới bây giờ là suy thoái, tự diễn biến. Chả biết có nghĩ những lúc mình và đồng chí của mình đi trên mây như thế nào không? Cũng khoảng đầu thập niên 80, khi đám giáo viên chúng tôi người xanh rớt như tàu lá bởi ăn bo bo, thiếu thốn tới mức bốc thăm để được mua từng cuộn chỉ khâu bằng ngón tay út, viên đá lửa hay con dao cạo râu, thì được nghe ông Nguyễn Mại, khi ấy là phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác Đầu tư, tiền thân của Bộ Kế hoạch Đầu tư bây giờ, về hội trường thông não. Ông Mại cũng say sưa khẳng định, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là cực kỳ đúng đắn. Ai sẽ thắng ai? Chủ nghĩa tư bản bóc lột tất yếu sẽ bị diệt vong. Chỉ chưa đầy chục năm sau buổi diễn thuyết của ông Mại, năm 91, Liên Xô sụp đổ cái rầm, thành trì vững chắc của cách mạng thế giới tan như bong bóng xà phòng, kéo theo đám đàn em vào cuộc khủng hoảng toàn diện. Cơ hội nghìn năm có một để thoát ra khỏi cái đường cụt nhưng đã bị giới cai trị xứ này bỏ qua. Vừa rồi có một Facebooker còm cho tôi rằng nếu không có người cộng sản thì liệu đất nước có được như bây giờ không? Lý luận ấy tôi không lạ, tôi chỉ giả nhời ngắn gọn đúng như thế. Cuộc sống bây giờ là sản phẩm của người cộng sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nếu không có họ lãnh đạo, chắc chắn sẽ khác rất nhiều. Nhìn ra xung quanh, đừng ngó xa Mỹ, Nhật, Đức, Hà Lan, Bỉ làm gì. Cứ chú mục vào mấy nước gần thôi,
cũng đủ thực tiễn trả lời ai thắng ai. Tư bản dạy chết có chết không? Tư bản có dạy chết không? Những con rồng châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Hồng Kông đều là tư bản dạy chết cả đây. Những con hổ đang trỗi dậy trong khối ASEAN như là Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines không có nước nào theo chủ nghĩa xã hội. Họ càng dậy càng vươn cao, tiến nhanh. Còn ta cứ kiên định cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đã gần nửa thế kỷ sau chiến tranh rồi, thử nhìn xem đã tạo dựng được vị trí như thế nào. Chừng ấy thời gian mà vẫn thua cả Thái Lan thì phải biết xấu hổ, chứ đừng có vênh mặt lên mà ảo tưởng Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng. Đẹp mà cứ kéo nhau sang tư bản dạy chết chữa bệnh, con cái từng đàn từng lũ sang tư bản dạy chết học hành, lập nghiệp, không chịu sang những nước cùng phe thì đẹp ở chỗ nào? Hiện thực thế giới rất là rõ ràng, không phải nước nào theo chủ nghĩa tư bản cũng giàu, nhưng những nước giàu nhất là những nước phát triển bằng đường lối và phương châm tư bản chủ nghĩa. Còn phe xã hội chủ nghĩa luôn chạy theo tư bản về nhiều mặt, nhất là kinh tế và mức sống của người dân. Nó như miếng da lừa, teo tóp dần, chẳng biết có dãy chết không, nhưng cứ dậm chân tại chỗ và thụt lùi so với các nước khác. Chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu. Nếu đã xác định mục đích vì dân giàu nước mạnh, nhân dân sung sướng hạnh phúc, thì tại sao cứ phải chê bai chủ nghĩa tư bản, khư khư bám lấy chủ nghĩa xã hội? Hãy dũng cảm làm một cuộc đổi mới thật sự, chứ không phải nửa vời. Còn không á, thì mãi đi cùng với các bạn Triều Tiên, Cuba, Venezuela và bất công, nghèo đói.